Khẩu trang mà anh đeo dễ chịu lắm. Cái đấy mà cũng không lưu hành ở Việt Nam đâu. Cái khẩu trang ở bên anh hết rồi. Ừ. Anh trả chân trên cho máy in. Lấy hôm nào về anh lại lấy trong một đống. Thôi thế này em đủ dùng hết 2 năm mẹ anh. Làm gì? Đùa nhau à? Đeo cái tiện trong nhà, cái đeo một cái dùng tháng rồi. Phải à? Phải à? Một cái một tháng á? Tiểu thế. Một cái một tháng thật. Mọi em chỉ ra lúc nào thôi mà. Tí. Qua cái này nó hơi hơi đắt. Tính cái tiền Việt Nam mà nó hơi đắt đấy. Em quay sàn rồi anh. Anh quay trai nào đấy. Đi kép. Đi kép tạm tạm. Anh chơi Quebec một lần. Lần chơi Quebec kia bay nhiều quá xong rồi cũng bỏ. Quấn mà anh chơi. Giao dịch hàng tỷ đồng. Ơ lần của anh đi rủ anh du lịch mà thấy này. Thôi mùa này du lịch với anh. Gần tên rồi. Nuối tiếc khi mà sao anh chơi thì em chẳng thấy anh được cái gì. Qua còn 1 triệu mà sáng nay vào hát 2 cục cũng không xuất sắc luôn. Muốn với nhà nghe em buồn hết này. Đây là đầu mình vào cá vàng anh ạ. Cá vàng đây, tốt rồi nhà. Anh thấy Zalo thẩm với em kia chưa? Ừ. Anh cứ nhắn tin vào đấy kia là em hoang mang. Đấy là không còn lấy Zalo kia vơ. Zalo kia Lâm dùng là mình cứ bị ảnh hưởng. Mẹ. À, chị mới tưởng anh nhắn tin với gái.
toàn. Mua mất 20 đơn ly hôn. Đủ còn đừng chơi là còn gì nữa. Hả? Đủ chơi. Đấy, kèo đấy anh thấy thơm đấy. Ôi, vào ra lười lắm thì nhỉ, vào như nọ tao luôn. Phe là ba đứa chồng bỏ hết rồi. Lờn đấy. Xong là ra em hỏi lại thì thằng em bảo là hai đứa chồng đi tù. Bọn kia mày ngủ sắc mà không ngủ cho nó được. Nhìn nó này. Tao uống rượu tao không ngủ uống được rồi. Ra thì ra thì cái đứa nó ngoan ngoan còn dễ hơn đứa kia. Anh ăn được chim à? Không. Như tốt rồi. Nhớ uống rượu con ở bên cạnh uống tí bây giờ mẹ em uống này không sợ con say à anh đâu đỉnh mấy con như con cất xe xe à kinh bỏ ba ấy. Rượu mấy đứa chỉ chờ thịt mình. Thì đâu? Vừa thịt đâu? Không, em chạy rất dép luôn. Ngoại anh. Chắc bỏ ấy đâu không là gì đúng không? Thế anh mới chạy. Nó dắt gì thì... À vì... Thôi mà nữa.
Đổ hũ nào cho anh. Cái này có phải quay đủ không đấy? Chưa đủ gì đấy à? Ừ, chưa đủ. Nó chỉ ăn to thôi, nó không được đủ. Ôi răng chị đẹp thế. Chị uống rượu mà khen răng nhau đẹp chưa? Để sao? Có đánh nhau không? Có đánh nhau không? Hả? Ừ. Lâm ơi, em xem là ngăn thứ mấy ở cái xe đấy kìa, có cái ổ điện đang ra vòng ngoài khác. Có. Hả? Đây. Cắm ở đây, vòng ra cho anh đấy. Ê, nổ hũ thì anh đấy cho em mình có tiền uống rượu. Đét luôn đấy. Cụ cả đêm luôn đấy. Sợ nổ không nói gì. Không biết là nổ hay không. Rút cái sạc ra cho anh đấy luôn. Ê, cho anh mượn.
qua đi uống rượu nhầm mẹ mâm. Ngồi uống cái thật mà nói chuyện coi ra ít ớt đi dạ, đéo phải mâm mình không ạ. Thế con này mời rượu quay lại rồi, đi dạ, đéo thật nào đấy nhỉ. Nhưng mà nó không biết mình. Nó uống hai chén rồi ta thấy nhầm mâm. Nhưng kia nó kiểu không biết mình. Thằng lớn năm cũ. Lâm chơi của anh bắn cho mấy chục chơi. Chơi được không? Mình chúng ta khó làm đấy. Này mới nhanh được anh hả? Chúng ta phải dục thể thao nhiều đấy thôi.
trí này, khác phê nhỉ. Mà anh muốn thuốc rồi thằng này nhỉ, nhẹ hơn rồi nhỉ. Trước đánh cái tưới rồi, tôi gấp tay rất. Hơi đau. Về mình cũng nghĩ là tôi đi thằng tiếp. Thằng lắm. Dục mấy lần rồi đấy nha. Có lồn ngoài đấy. Xong rồi. Nhà của mày đây à đâu? À, anh chiều em rồi. Và một phát đi không dưới 90 là vâng. Được bình nha đây không? Anh ngồi trong ngay 15 phút. Chảy đâu? Chảy em. Cứ đủ ra là nhìn thấy nó ngọt nhá. Đủ mày mời lắm cũng là chanh mày nhé đúng không? Đủ mày lắm cũng là chanh mấy lần rồi đó chứ mời anh cả chanh bao giờ đủ này. Anh cho em mượn xe nhé. Tí mày uống rượu à? Em mượn thằng Thanh không? Em đi qua có đi bộ ngon không? Thật ra là đi xe anh nguy hiểm với lồn thôi. Tốt nhất phải đừng đi. Đăng tối này nguy hiểm lắm em ạ. Anh, để... anh. À, chưa tí nữa. Bọn em đi, bọn em bố bảo tất. Em đi qua phố. Nhìn cái mắt đi từ Độc Quỳnh lên tin cậy với lồn. Mẹ lồn cổ trang của anh vừa mẹ đặt mẹ mấy trăm nghìn mới được mấy cái đấy. Bọn này cái 10.000. Thôi đừng đi xe anh tí bọn nó lại nhìn thấy anh lại tưởng anh đi mẹ đi thôi. Làm bỏ bà ai được. Anh đâu vừa thấy lượng ở đây vơ. Toàn đấy. Ra em gì ra mà em hát đi chơi ra. Anh đâu cứ lửa em ra không biết đâu. Sắp xong ngay thì không thấy à? Làm em đi cứ toàn một lít ra đây. Xong lại không ra gì. Rồi. Quá say nữa. Mày thấy là ngoài xe. Xe có chìa khóa đâu, mày tìm chìa khóa làm gì? Có, cũng có đi bằng mắt à. Nó chỉ có cái điều khiển kia đấy chứ. Và chụp phát ảnh đang rút 4953 nữa. À, 4954 nữa. Anh có tiền lẻ để xe đấy. Anh xe tiền lẻ anh vứt nhà hay rồi. Anh đấy, lên tờ 5 lít kia đi, nghỉ xe kìa. Đây. Tờ 5 lít dưới kia mà. Tôi chỉ có xe nhiều, xe 1 phân.
Lâm đưa cho. Anh nghe từ nói chơi, chẳng nghe quay lại đấm nhau. Ui. Anh em. Nói như nào ấy? Em biết từ ngày sớm. Mày đi thử ảnh về nó nhiều lắm rồi nè. À em làm thi đâu hả? Sao nó có đi làm không hỏi em? Lâm. Tí nữa.